Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận hai NFT. Đó, nhiệm vụ đầu anh em follow Twitter nè. Follow thêm kênh nữa. Follow thêm kênh nữa. Từ để mình coi. Dồn vào Discord à. Anh em vô một query nè, anh em nhấn vô mấy cái này nè. Đó, cái này nè. Con tên, vô vào Telegram. Anh em khỏi cần vô Telegram cũng được. Submit địa chỉ ví web 20. Ví ETH á. Xong một nhiệm vụ. Xong cái này nè. Còn cái này nè, đầu tiên anh em kết nối Twitter nè. Rồi anh em follow. Cái này mình follow rồi anh em nhắn vô anh em follow thôi. Rồi anh em nhắn chat. Xong, follow thêm kênh nữa. Cái này mình cũng follow rồi. Chat. Like và retweet tag ba người bạn. Anh em nhắn vô cái này nè, nhắn vô thôi. Để mình lấy cái này. Anh em like nè, retweet nè, comment, test ba người bạn vô. Đó rồi chết sẽ tết. À xong. Vô vào Discord. Cái này mình vô rồi. Vô hai kênh luôn hả? Từ để mình coi lại. Anh em mà vô anh em vô một nốt bot nè, anh em nhắn vô mấy cái này nè. Đó. Chết sao ta tớ. Nếu được hả? Để mình vô cái này. Cái này chờ nó lót à. Anh em chờ nó để nó một lát sau là được rồi. Vô vào kênh trên token nè. Vô thêm kênh trên token. Cái này mình cũng vô rồi. Anh em vô một query anh em nhắn vô đây là được. Chết thôi được không? Còn này đau lót quá. Cái này để từ sao mình làm sao? Đau lót quá. Anh em khỏi cần download nữa cũng được nữa. Đó thấy không? Rồi phần này anh em nhập địa chỉ ví nữa vô. Mày nó download cái gì vậy? Để mình xóa cái này anh em nhớ vô cái nó tải nó tự động tải xuống là anh em xóa đi. Đó đó rồi anh em nhập địa chỉ ví còn hai nhiệm vụ này để mình làm được mà được yes. Đó được rồi nè. Còn cái này cũng vậy. Chết luôn. Vô. Phải nhắn vô cái này mới được hay sao đó. Đó. Phải nhắn vô cái đó mới được. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.